Hello các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Hôm nay mình đi ăn quả roi các bạn ạ. Rất là nhiều quả các bạn xem này. Ôi, cái roi này mình nhiều quả cực kỳ luôn nhá. Đây. Roi này roi trái mùa nha các bạn nhá, rất là ngọt luôn. Rất sạch. Mời các bạn nhé. Em mình quên có súp nữa, có súp Hảo Hảo rất là ngon. Nhưng chỗ này không có cái gì đựng à? Nó hết một ngày á. Cho cái mùa ăn rất là ngon nhá. Quả rất là đậm. Mình sẽ kiếm một cái chỗ để mình để súp nhé. Có chỗ để một chút. Xem mấy quả ngoài này mọng chưa. Quả này chưa chín mấy các bạn. Rất là sạch quá, không phải rửa đâu, lau qua ăn được. Có những quả sần sùi này rất là ngọt nhá. Đấy. Súp mì tôm các bạn ơi, nhưng mà không có cái gì đổ. Mình nghĩ thiết kế một cái để súp nhá. Rồi, lấy cái này được rồi. Ok các bạn ơi. Đây, các bạn xem này. Súp mì tôm Hảo Hảo. Rất là ngon. Các bạn thấy mình thiết kế cái đồ súp hiện đại không? Ngọt lắm các bạn ạ. Do này do trái mùa, không phải đúng mùa đâu các bạn ạ. Đấy, chính là nó ở mùa kia, nhưng mùa này những cây nào mà ở những chỗ đất tốt ấy, nó sẽ ra quả rất là nhiều nhá. Quả rất là ngon, ăn nó đậm hơn cái mùa chính mùa của nó các bạn nhé. Tuyệt vời luôn. Xem ơi, quả này, hiểu chưa? Trên này còn rất nhiều hoa các bạn, súp cay quá. Mời các bạn nhá. Ngon. Súp rất ngon các bạn. Không biết cái anh Hảo Hảo này có gì nhưng mà mình rất là kết cái súp nó nhá. Tuyệt vời luôn. Mình tìm quả nào mọng mọng một tí cho các bạn nhé. Ui, các bạn xem chùm này ngon chưa. Chùm này còn non này, chưa thành ăn này. Cái rất nhiều quả mọng nhưng xa quá các bạn. Những quả nào mà con sâu à, con chim chào mào ăn ấy rất là ngon luôn. Xem này, quả rất là to. Ngon. Ngon lắm các bạn.
Rồi ngon, súp ngon. Cay. Mình phải xem nó rụng. Rụng dưới gốc cây rất là nhiều, trắng hết luôn rồi. Đấy. Cành bên kia rất nhiều quả nha mọi người, cành rất nhiều quả luôn. Cực kỳ sạch luôn nhé các bạn nhé, trời mới mưa rất là sạch, không sâu bệnh hết, phun không có thuốc hết. Tuyệt vời. Mấy trèo cây ăn thích các bạn, nhưng vặt về nhà ăn không ngon mấy đâu. Trèo cây này quả nào chín thì mọng vặt ăn luôn, đỏ chót luôn, ăn rất đã. Các bạn thấy mình thiết kế cũng để súp thì đã không? Loại roi này là roi trắng nha các bạn nhé, roi trắng ăn này nó đậm hơn cái roi đỏ. Roi đỏ quả nó không không chua chua rốt như kiểu cái roi trắng này, roi đậm còn nhiều khi quả nó nhạt lắm. Nhưng mà cái roi đỏ mà bây giờ cái roi nai ấy thì ngon, nhưng cái roi cũ như ngày xưa thì nó không ngon đâu các bạn. Roi trắng này ăn rất ngon nhé, rất đậm, rất vừa. Ngọt ngọt mát mát các bạn. Đấy, mình cứ vặt được mấy quả này các bạn ơi. Quả này chín quá này, sắp thối nơi rồi. Quả này hơi sâu một tí các bạn ơi. Quả to là sâu mất rồi. Cái gì? Ngon. Súp ngon quá các bạn. Súp hào hào. Đây, các bạn xem do trái mùa mà sai kinh khủng luôn. Quả rất là nhiều. Chùm chùm một. Đây các bạn ơi. Đây. To này, quả này còn rất to này, ngon chưa? Súp ngon các bạn, giòi ngon, súp ngon.
Bên ngoài trong hơi xốp xốp và bên ngoài ăn ngon hơn. Cay các bạn, hơi cay. Cay quá các bạn ơi. À, ok. Chào bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nhé. Hãy đi chơi, chia sẻ với các bạn xem chút. Bye.